Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Xem trước Celica Livan LF150T 2020 sắp được ra mắt, có trang bị phanh ABS, mức giá là rẻ. Với một vẻ ngoài bụi bặm cùng với động cơ mạnh mẽ, LF150T 2020 hứa hẹn sẽ mang đến cho người tiêu dùng một mẫu tay ga vượt rất là tuyệt vời. Các thông tin cũng cho thấy thương hiệu Livan sẽ tung ra một mẫu tay ga hoàn toàn mới LF150T 2020 hoàn toàn mới tại thị trường Thái Lan vào ngày 28 tháng 1 sắp tới trong cái sự kiện Moto Expo 2009. Những góc ảnh ta thấy được phiên bản LF150T 2020 sẽ có thiết kế hiện đại hơn dựa trên khung sườn của mẫu xe cũ. Điều này mang hơi hướng một vẻ đẹp bụi bặm hơn, nhưng lại mang tới một cảm giác lái là tuyệt vời hơn. Đặc biệt là phần đầu xe có được những cái góc lái rộng hơn, giúp người đi có thể di chuyển linh hoạt trong mọi cung đường. Cùng với những thay đổi thiết kế thì phiên bản LF150T 2020 cũng được trang bị một khối động cơ 150 phân khối piston đơn, hệ thống phun xăng tử, sẽ được hỗ trợ bởi hệ thống làm mát bằng dung dịch và mang tới một công suất ra 11.53 mã lực tại vòng tua máy 8.500 vòng trên phút, mô men xác cực đại 11 cm tại vòng tua 5.500 vòng trên phút. So với những mẫu tay ga trong cùng khúc thì động cơ của LF150T 2020 không được đánh giá cao vì yếu tố so với những mẫu khác. Tuy nhiên nó lại tỏ ra là một cái lựa chọn tuyệt vời cho nhu cầu di chuyển thông thường hoặc những cái cục vượt đường dài. Xe có một bình xăng dung tích lớn 12 lít, giúp bạn thoải mái di chuyển những cung đường dài. Cái mẫu xe mới này còn được trang bị cho mình cái cục trước up down ở phía trước và một cái mưa sóc đặt ở sau. Phanh đĩa được trang bị cho cả bánh trước lẫn sau. Cùng với đó là hệ thống chống bó cứng phanh ABS mang tới cái sự an toàn tuyệt vời trong quá trình di chuyển. Màn hình điều khiển LCD, hệ thống cái đèn trước được trang bị hoàn toàn bằng bóng LED. Kích thước bánh 14 inch ở phía trước cùng với chiều cao yên giữ mức là 760mm. Sản phẩm phù hợp với nhiều người, đặc biệt nó chỉ có khối lượng khoảng 125kg. Ngoài ra, một thiết kế từ Livan là xe có mức giá thành rất rẻ để người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận cái dòng xe tay ga hoàn toàn mới này. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, hãy tiếp nhớ like, subscribe.